Yep. Chúng ta sẽ đến với, có thể đây sẽ là một ca khúc lớp nữa theo dự án YC trong bản này, đó là Về Lại Dưới Mưa của Toàn Soát. Yep. Chúng ta sẽ bắn động tí xíu với hôn nhân tình yêu không? Cuối ngày rồi, ok. Yeah. Cần nói thì sao bác đã nói rồi.
bạn diễn rất là tốt. Mình thấy cái mail bạn viết rất hay, nhưng bạn cần đầu tư vô giọng hát của mình hơn để diễn đạt được những cái gì mà mình đã viết. Tuy nhiên mình không có thích cái thể loại này lắm.